các bạn có rất có duyên gặp ở trên sân khấu Bạn Nguyễn Hò này. Hy vọng là cái duyên đó nó tạo nên cái phần nữa ha. Hai người sẽ kết nối với nhau. Bây giờ mình giới thiệu về nhau đi, mời bạn. Chào anh Quyền Linh. Chào, chào chị Cát Tường. Và chào bạn bên kia. Và chào quý vị khán giả trong đường quay. Em tên Lê Tài Đông Tiến, quê ở Long An, sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Làm việc gì? Dạ, trong phòng kinh doanh. Phòng kinh doanh? Dạ, đó là trong như kinh doanh bán hàng cho công ty. À, trong phòng kinh doanh. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay 34 tuổi ạ. 34 tuổi. Nhưng mà hiện giờ là Tiến đang làm việc ở đâu? Dạ, ở quận 8 chị ạ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả, chào anh bên kia luôn ạ. Em tên Trần Thị Mỹ Hiền, em sinh năm 85, em 32 tuổi. Quê em ở Bạc Liêu, hiện em đang sống ở Sài Gòn. Rồi, mình đang làm công việc gì? Dạ, em đang kinh doanh mỹ phẩm online chị ạ. Rồi, 32 tuổi, Bạc Liêu, đang sống Sài Gòn, quận mấy? Dạ, em ở quận 11 chị. Rồi, quận 11. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, thì em thấy em cũng trầm tính, nhưng mà thật ra em cũng vui vẻ với lại thân thiện. Em cũng hiền với lại thấy dễ xúc động giống như chị Cát Tường. Vậy hả? Thế mỗi lần em coi mấy cái chương trình á, mà có mấy cặp mà nhẹ như đổ vỡ lần đầu rồi cái đồng ý bấm nút hẹn hò, thấy chị khóc cái em coi nhà em cũng khóc theo. Rồi vậy bữa nay chị cười không để cho em cười theo nha. Dạ, em... cho bên này may mắn nha. Rồi mình còn mình có điểm yếu gì nữa không? À, em có thì xấu gì không? Em cũng hay quên lắm chị, chắc là cũng có tuổi. Với là em nhiều khi cũng hay nóng tính, này cũng hơi kỹ tính quá. Có thể mình kỹ tính quá đó, cho nên nhiều khi mình khó đó. Mình bớt kỹ chút xíu đi, kệ dễ dễ chút đi em. Dạ. Nha. Rồi mời bạn trai bên kia. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Nói cho bạn gái bên kia biết. Dạ thì điểm mạnh của em á, thì em sống rất hòa đồng, vui vẻ, chân thật, chung thủy lắm mà. Đúng, quen người nào là chung thủy người đó. Phải không? Đúng rồi. Rồi vậy là khỏe rồi. Khỏe. Có tật xấu gì không? Thì cái tật xấu thì ngủ rồi sao không? Hay ngái. Hiểu ngái hả? Này đàn ông hay nhiều người bị lắm. Không sao. Ủa tật gì xấu hơn ngái không? Xấu hơn hả? Ừ. Nhát gái lắm. Nhát gái là tật xấu hả? Thiệt. Bởi vậy hồi lúc trước thì em cũng có lên đây thành phố em làm. Làm ở trong công ty á. Rồi có cái gì đó. Làm ở trong đó là căng tin. Ừ, có đứa con gái. Thấy em cũng dễ thương đúng không? Hiền. Cái là Mai. Kêu nó quen... con có gì đó cái cuối tuần hay gì cái rủ em kêu là dẫn con của gì đó đi chơi, mà cứ đi chơi vậy đó mà không biết làm gì hết. Nắm tay không nắm tay nữa. Thiệt á hả? Nói thật luôn. Thôi, cái xong cùng. Cái có cái anh đó anh vô làm thấy người đó dễ thương. Ừ. Cái rủ đi chơi đâu có 2-3 lần cái cu dính người đó luôn, là mất cơ hội đúng không? Đúng. Tại vì nhát quá mất cơ hội đúng không? Nhát. Mà đặc biệt cái người đó có con rồi, cái quay lại nói với em biết nói sao không? Sao? Tại hồi đó anh hiền quá, bởi vậy anh mới mất em. Đúng rồi, hiền quá cũng là một cái rồi cái điểm không thuận lợi trong tình yêu. Mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ em cũng trải qua được 3 mối tình rồi chị. 3 mối tình. Mối gần nhất thì cũng chia tay cũng khoảng năm mấy 2 năm rồi. Dạ thì quen cũng được năm mấy rồi, xong sau đó anh đó đi cưới vợ. Lý do sao vậy? À, thì em cũng có hỏi thì anh đó nói là sống để vậy chết mang theo thì thôi em không hỏi nữa. À là không nói lý do hả? Dạ. Nói gì kỳ vậy? Mình có tự tìm hiểu mình lý do tại sao không? Dạ thì em cũng có giống như là anh đó dạng như đang quen lần hai người á chị. À. Bên kia là 3 mối tình đúng không? Dạ. Bên này mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình chính thức. Chính thức là làm gì được người ta rồi? Chính thức là phải có nắm tay, phải có ôm hôn. Em chưa kể hết. Rồi đó. Lúc đó là mình cũng rút kinh nghiệm rồi. Ừ. Cái quen cái người cũng làm chung công ty nữa. Ừ. Rồi xong cái thì từ đó là quen rồi đó, thương đó cũng khoảng 5 năm. 5 năm? 5 năm. Trời chào chị Cát Tường. Chào em. Chị em kể chuyện hấp dẫn quá. Nên chị không thể kiềm chế được, chị phải qua chị coi cái mặt người nào mà khờ dữ vậy. Quen không. Mấy mối tình mà không làm gì hết. Ở đó khờ chứ giờ hơi vàng vàng này. Giờ vàng rồi hả? Vàng. À vàng, vàng mà tưởng đâu vàng rồi 5 năm. 5 năm thì cũng yêu nhau cũng mãnh liệt lắm ạ. Sao 5 năm rồi mà chia tay? Ừ. Nói chung thì quen nhau thì cũng thương nhau nhiều lắm. Cái cũng nhiều chuyện xảy ra rồi. Lúc đó chia tay cũng người đó cũng khóc dữ lắm. Mà ai chia tay ai? Thì hồi đó lúc đó là quen người đó đi lên Đồng Nai chơi người bà con trả nó xong á, vô tình cái em gọi điện thoại. Cái không biết lý do sao có một người thanh niên bắt máy nói là bạn của người đó.
Thì cái lúc đó cũng hợp hững rồi, thấy cảm thấy như là bị tâm sự, lừa dối rồi, bị gạt. Sau này mới biết là anh bà con chọc thấy giỡn chưa? Thôi. Tại em vậy? Thì đó. Tại vì mới nghe điện thoại sơ mà em đã khẳng định là người đó là người yêu của người ta rồi. Thì bởi vậy cũng có một phần do em. Do em hết chứ, rồi tự nhiên cái bỏ người ta. Thì rốt cuộc nói thương thương xong chưa gì hết cái người đó. Em chậm quá. Thì bởi vậy giờ phải lên đây rút kinh nghiệm. Lên đây được, bấm nút, nắm tay, hung, về cưới liền. Không, em có dự định rồi. Hả? Có dự định rồi. Lên đây đúng không? Gặp người đó, cảm thấy hợp ý, bấm nút, về nói ba mẹ, cưới liền. Cưới liền, chính xác. Nhớ nha. Vậy đi. Rồi, bây giờ em muốn kiếm người vợ như thế nào? Thì người đó cao 1m55 trở lên. Rồi. Sống, vui vẻ, hòa đồng. Với nói chung là có hiếu với gia đình là được rồi. Đơn giản vậy thôi. Biết quan tâm với gia đình, vậy đó. Có làm dâu không? Cái này là em sống tự lập mà. Đó giờ em sống trên đây 16 năm rồi. Có nhà riêng rồi? Chưa có nhà riêng. 16 năm mà tại sao không có nhà riêng? Tại vì làm thì ở công ty luôn, ngủ ở công ty luôn. Vậy tiền đâu? Tiền gửi ba mẹ giữ giùm. Thì là có tiền đúng không? Thì bây giờ có tiền, được cái là ba mẹ giữ. Sau này có vợ, ba mẹ trả lại. Vậy được, phải mua nhà. Chứ không để cho lấy vợ đâu. Đúng rồi, sống đây mua nhà. Đúng rồi. 16 năm ta gửi ba mẹ ta đủ mua nhà rồi. Phải nói cho biết chứ, tưởng 16 năm nay là đưa cho em nào rồi. Hỏi là hỏi cái cặn kẽ quá. Được rồi, đến qua anh xem bên đàn gái sao mình làm luôn ha. Một đàn gái. Bây giờ anh nghe anh nói chuyện anh đánh giá thế nào về anh ấy? Dạ em thấy anh đó cũng vui vẻ, lại biết tự lập hay cũng tốt. Không, anh vui lắm. Thiệt, anh rất là vui. Vui lắm á. Đúng. Cái hay nhất là anh rất là thật. Bây giờ anh kể những câu chuyện rất là thật ha. Cái đó là cái gọi là ưu điểm của anh đó. Đúng rồi, anh rất anh sống rất là thật em ơi. Chứng minh được mà. Rất là thật luôn. Bây giờ em muốn tìm một người yêu như thế nào? Mẫu hình của em á. À, dạ thì em cũng thích mẫu người tự lập á. Tự lập. Với lại điềm tĩnh chút xíu, có ý chí chịu khó là được rồi. Rồi, có anh mẫu có, anh có. Anh có. Không này có nói có. Làm như muốn vợ lắm hay sao? Không, muốn vợ rồi, muốn vợ dữ lắm. Trời ơi. Đã lên đây là nhất quyết phải cưới vợ mà. Có. Em ghét cái gì là ông nhất? À, em không thích hút thuốc anh. Thôi, hên quá, anh không hút thuốc, không nhậu luôn. Gì nữa? Với lại tính toán quá. Tính toán? Không, anh sống rất phóng khoáng rồi nha. Gì nữa không? Như có gì đó. Nhiều đó thôi đủ rồi. Được không em trai? Ủa trời quá đủ quá. Ngon lành. Bạn trai hôm nay đi với ai nè? Dạ em đi với ba. Với dì Dượng. Anh hai, mợ hai. Với một bạn thân. Cả ba, nhà luôn rồi, gần như cả nhà rồi. Đúng rồi, lên đây là phải có niềm tin, đúng động rồi. Lực quyết liệt, động lực đúng luôn. Mẹ ở nhà rồi, cho gặp mẹ, bác trai đi. Mẹ ở nhà vẫn ủng hộ con. Mẹ sao mẹ không đi? Tại vì mẹ ở nhà làm công việc. Đang sửa nhà, sao nếu sửa nhà xong là cứ vợ luôn. Ừ, hay quá. Rồi, gặp bác á. Dạ, chào bác trai. Chào Hoàng Linh. Dạ, chào bác. Chào các bạn. Dạ, chào bác. Tôi là cha của Tiến. Thì tính tình của Tiến thì nó kể nãy giờ thì cũng đúng y như vậy. Nó là cũng ngoan. Hiền, có hiếu thảo với cha mẹ. Thật sự là từ trước tới giờ là độc thân, chứ ngoài ra là chưa có gia đình. Thì hôm nay là đến đây để có sự hò hẹn của chương trình. Thì tôi cũng mong muốn là hai cháu tìm hiểu với nhau, rồi bấm nút rồi theo bác về quê. Đó. Tuổi có quan trọng không bác? Ví dụ tụi nó hợp ý mà không có tuổi nó không hợp thì sao? Hai đứa miễn thương nhau là được rồi. Hay quá, vậy là được rồi. Cảm ơn bác. Hôm nay mình đi với ai? Dạ em đi với ba người em, bà con với lại ba bé đại lý của em ạ. Đâu rồi, cho gặp bên nhà gái đi. Ai bạn nào đại diện nè? Ai đại diện nhà gái nào? Dạ, em là em họ của chị Hiền. Đúng như cái tên Mỹ Hiền thì chị rất là hiền. Chị rất là xinh. Dáng thì ok luôn. Nói chung là em thấy hai người rất là hợp, em ủng hộ 100%. Được rồi, nói chung á cặp này cô gái bên kia rất là dễ thương đấy, Tiến. Dạ. Kéo màn lên. Lớn cho cặp đôi trẻ nào. Kéo màn. Đó, Tiến, đi cho Tiến. Anh có quà tặng không? Dạ, em cảm ơn anh. Tới luôn. Run quá, chứ tự nhiên gặp mặt run quá. Hẹn liền. Em thấy anh như thế nào? Dạ em thấy anh ngoại hình cũng ok. À, cảm ơn. Nhìn anh cũng hiền, dễ thương.
Dạ. Thì anh cũng thấy em cũng vui vẻ. Nãy giờ em nói cũng thấy vui vẻ, thấy cũng hòa đồng. Thì tính tình của em á, nãy giờ em nói thì anh thấy cũng hợp với anh lắm. Anh cũng mong rằng anh với em cho nhau một cơ hội để tìm hiểu gì nhau. Chưa gì cho cơ hội rồi nói cái gì chứ. Hát bài nữa tặng em đi cho nó bớt rung đi. Rồi em xin hát khúc thôi. Chứ giờ em cũng rung quá, giờ em cũng hồi hộp quá. Đã lâu lắm rồi không về thăm lại chốn xưa. Đã lâu lắm rồi không về đi qua cầu chưa hỏi hết rồi. Nếu mà anh với em bấm nút hẹn hò để em quyết định chừng nào lập gia đình. Dạ thì tìm hiểu thế nào cũng được anh. Nếu mà lập gia đình em muốn mấy đứa con? Cái đó thì ông trời cũng cho nhiều thì được nhiều. Mà anh thích đẻ đông con vui. Anh lên đây em cũng hơi run. Thì giờ anh nói thật lòng với em, nếu mà đến chương trình này thì anh với em cũng là cái duyên rồi. Bởi vậy mình phải tạo cái duyên này để mình tìm hiểu nhau, cho cơ hội hỏi để hiểu nhau nhiều hơn. Thì anh mong em bấm nút với anh. Thì cô không bấm sao? Không bấm hả? Không bấm. Bấm không em? Anh không, không có hỏi. Hồi đây anh chỉ cái nút nha. Trời ơi, đây cái nút này nè. Cái này đây, đây, đây. Muốn vợ quá rồi. Mày đặt tay vào nút bấm nha. Lo không chỉ ta hồi bấm không kịp nè. Tôi đếm lẹ lắm à. 1 2 3. Hết thời gian. Chạy qua kia bấm luôn. Bấm tay luôn, làm luôn, tới luôn nào. Đúng rồi. Ai nói rồi. Vô, tới lúc này vô. Thôi, anh xin phép không em phép. Dạ nói với ba đi, nói với ba dạ gì đi. Rút kinh nghiệm rồi. Nói với ba gì đi. Ba thấy con dâu tương lai sao ba? Ba thấy ba có dâu rồi. Dạ. Dâu dễ thương. Dạ. Ba cũng cảm ơn chương trình. Con nói gì với bác đi. Dạ con chào bác, thì con cũng không biết nói gì rồi, chỉ chúc bác thật nhiều sức khỏe hả? Con xin hết. Dễ thương rồi nha.